Người đàn ông này đã 10 ngày nay tìm con của mình trong đống đổ nát. Dù biết là mong manh, nhưng anh chưa từ bỏ hy vọng tìm thấy người thân còn sống. Những bức ảnh là thứ những người may mắn sống sót tìm kiếm được trong hiện trường vụ động đất. Họ tìm lại những hình ảnh về người thân của mình, những người vẫn còn ở đâu đó, dưới lớp gạch bụi kia. Giữa hiện trường ngổn ngang này, những ngày qua, đội cứu hộ cứu nạn của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã hỗ trợ tìm được 3 thi thể nạn nhân. Đến hôm nay, nhiều người dân địa phương chỉ còn biết cầu nguyện. Họ vẫn thường đặt tay lên ngực mình mỗi khi thấy đoàn cứu hộ, trong đó có đoàn của Quân đội Nhân dân Việt Nam đi tới, như thể hiện niềm tin và sự hy vọng. 4 ngày liên tiếp vừa qua, các lực lượng cứu hộ của Việt Nam không chỉ giúp tìm kiếm người bị nạn, mà sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ với nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ về mọi mặt, bất kể khi nào họ cần. Đáp lại, nhân dân ở đây cũng giúp đỡ đoàn thực hiện nhiệm vụ hay đơn giản là chia sẻ phần nước uống của mình, vốn rất khan hiếm, cho cả những người lính đặc biệt này của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Chúng tôi đang phụ trách tại đây. Mọi thứ rất khó khăn và chúng tôi rất cần sự trợ giúp của các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên điều này. Ở Antakya, thứ đều đặn hàng ngày vẫn thường xuyên xảy ra, đó là những cơn dư chấn. Và bất cứ khi nào có sự yêu cầu của người dân, thì những người lính, những chú chó cứu hộ của Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ lập tức lao vào thực hiện nhiệm vụ trong những tòa nhà cao tầng đang siêu vẹo. Một nhà báo Thổ Nhĩ Kỳ đã tâm sự với đoàn chúng tôi. Khi các bạn đi, những viên gạch này, tán cây này, ngọn lửa này sẽ luôn nhớ đến các bạn. Những tình cảm ấy của người dân Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là động lực tiếp thêm cho những người lính Quân đội Nhân dân Việt Nam tiếp tục sứ mệnh hỗ trợ đất nước và nhân dân nơi đây. Dù là 10 ngày, 20 ngày hay lâu hơn thế nữa, cho đến khi những đôi tay không còn phải đưa ra tìm sự giúp đỡ nữa, và cho đến khi những ngọn lửa trên những con đường tại Hà Tây không còn phải cháy nữa. Chị Cương đưa tin từ Hà Tây, Thổ Nhĩ Kỳ.